Có những con đường trên thế giới không chỉ đẹp mà còn gây ấn tượng bởi số lượng khúc cua đạt mức kỷ lục. Con đường Uốn Lượn được nhắc đến này nằm trên núi Thái Bạch, dãy Tần Lĩnh ở huyện Mi, Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc. Con đường với chiều rộng nhỏ hẹp, nhiều khúc cua liên tiếp trải dài từ những vùng núi cao xuống đồng bằng. Nếu như ở Quý Châu, Trung Quốc có con đường xích sắc với 24 khúc cua, thì ở đây con đường này được đồn đoán có tận 72 khúc cua ngoặt ngoèo. Đây quả thực là một nơi lý tưởng cho những người ưa khám phá, mạo hiểm, thích chinh phục núi cao. Đặc biệt cảnh sắc nơi đây thì tuyệt nhiên không đâu đẹp bằng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, núi non dường như được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những rừng cây. Và cũng chính vì điều này khiến cho con đường với gam màu lạnh trở nên nổi bật đến lạ thường. Bức tranh thiên nhiên hiện ra như bức vẽ tuyệt vời của người họa sĩ thiên tài. Tuy nhiên, ẩn sâu dưới khung cảnh non núi hữu tình là sự khó khăn hiểm trở. Những phương tiện lưu thông trên con đường này sẽ phải gặp nhiều trở ngại trong lúc di chuyển, đặc biệt là những đoạn cua. Phải chăng cũng vì thế mà con đường có tới 72 khúc cua ngoặt ngoèo, lắc léo này thu hút nhiều sự chú ý của du khách đến vậy? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!